hỏi mẹ. Hello. Là 40.000 thôi. 40.000 đô. Em một cái chocolate là nước gì? Nước gì? Hả? Em một cái là 60.000 đô. Là bố ơi, Milo. Bố ơi, bố, mẹ nói cho mẹ một cái. Anh bảo thôi. Bố, mẹ nói cho mẹ một cái vani không? Cho anh thêm cái kem vani. Milo này hôm nay đắng quá.